Hey, hey yo. Nhảy thôi nhưng mà không thành. Trời ban mỗi chữ xin mình đừng nên thua lỡ. Yeah. Cô dẫn nhau thì mời có đồng. Ok, ok, bye. Wish I could say I was finally over you. Rồi bây giờ trước khi mà chúng ta tiếp tục trò chuyện về quá trình thực hiện MV thì chúng ta sẽ đến với một cái trò chơi nho nhỏ sau đây. Thích vui dành cho các khách mời nha. Sẽ có một con cá sấu và chúng ta sẽ truyền tay cá sấu bấm từng cái răng của nó. Ai là người bị nó sập cái miệng lại thì người đó sẽ phải thực hiện thử thách mà chương trình đưa ra. Anh bấm trước đi. À không biết thử thách trước luôn. Đúng rồi, khi nào tới người đó mình sẽ đọc thử thách nha. Mở hàng. Chào mọi người. Đạo diễn mở hàng có tên quá không vậy? Được xuống sẻ. Không, cái này là hên đấy. Rồi, người đầu tiên phải làm lại ha. Xe nháp nha. Không thế. À, mọi người cho không? Không luôn. Được rồi. Bấm lại cái răng đó nữa. Đó. Ok. Em là có số trong chơi mấy cái này á. Chị bấm cái bên nè. Chết chưa? Chết. Chị cần cho em bấm. Ủa, anh cần quay không làm à? Cần quay làm rồi. Ủa, em vừa thấy con này sập rồi mà. Không, mình làm lại, mình làm lại. Nhắm mắt đi. Anh lựa quá, lúc gặp anh. Đúng rồi, càng lựa là sẽ càng dính nét. Rồi, đúng rồi, chuyện ngược lại. Em coi thử cho cái này lắm nè. Nó lại quay về anh. Mọi người đưa miệng con cá sấu ra trước giùm nha, để cho máy quay có thể bắt được. Ok. Nè, rồi đấy, đã được. Còn mấy cái nữa. Không, còn nhiều chưa đâu. Thử thách đầu tiên dành cho người bị cá sấu cắn đó chính là hãy rap, chuyển bài hát gặp nhưng không ở lại thành rap. Rồi xong. Rồi xong. Một đoạn ngắn. Xong rồi. Ok. Nhìn lại và đứng trước cơ mình nè. Em đây cũng không nhường. Rồi xin mời Thừa Tuấn Anh nè thực hiện hình phạt của mình nè. Xong, là gì cả? Mà là gì đâu? Ok. Ít nhất một đoạn nha, ít nhất phải một đoạn nha. Em nhìn bài không nhỉ? Đúng rồi. Chẳng là gì cả, đã là gì đâu. Câu tiếp theo gì? Không thuộc cái này. Nếu từng đầm sâu thì cũng phai màu. Đó. Thì cũng phai. Phai màu mà anh hát tự nhiên. Đúng. Thì cũng phải màu. tiếp. Ủa sao tiếp gì? Gì? Em bị phải sắp đối mà. Không, rap á là hát rap. Không, một mình Thừa Tuấn Anh thôi, một mình Thừa Tuấn Anh rap một đoạn. Thế thì thôi, em thực sự em không muốn hại đến đây là hình phạt ấy. Không phát hiện. Phát hiện ra là chưa có thuộc bài, không có thuộc bài của Hiền. Vậy đó anh, em biết không, cái tính mình nó không có được sâu sắc vậy đó. Đấy, không có được nghe bài. Không có sâu sắc gì đâu. Diễn xong là thôi rồi, quên rồi. Ok, rồi chúng ta đến với lượt thứ hai rồi, mình dở lên. Bây giờ mình sẽ vừa hát vừa truyền nha. Vâng ạ. Ok. Chẳng là gì cả. Quay răng ra. Đã là gì đâu. Đúng rồi. Nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu. Tổn thương quá đến chẳng còn đau. Buồn giàu thấy anh thương người sao. Đoạn quên lời rồi. Giờ ở trước nhau. Để... Tôi hạn để hai cái anh bấm đi. Bấm. Tuấn Anh bấm chưa? Em bấm rồi. Là ta chẳng còn gì bấy lâu. Cũng hát rồi bấm lắm chứ. Với ngân ấy. Cái này thì hình phạt này khá dễ với Hiền Hồ nha. Chúng ta sẽ đồng một chút, đó là hát một bài hit của Hiền Hồ. Nhưng bây giờ sẽ hát theo một phong cách khác. Mọi người có quyền chỉ định một phong cách khác cho Hiền. Rap đi. Rồi. Thôi mới rap rồi, giờ mình hát cái khác đi. Kiểu khác không hát được, đừng có kiểu khác nữa. Rap luôn ha. Ok. Rap. Bài nào bây giờ Hiền chọn bài nào? Anh chọn bài nào? Rồi. Có như không có. Rap. Ừ, thì đã có. Nhưng có như không mà thôi. Yeah. Có như không vậy thôi hả? Anh chăm lo người ta mất rồi. Yeah. Rồi bây giờ một lượt tiếp theo, một lượt cuối cùng nha. Rồi mình cũng vừa hát vừa truyền cho vui nha. Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ. Phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời để may mắn tìm một người. Nó có thể ngồi. Mi thích tao nhưng tao không hề dám nói. Cái hình phạt này nó hơi thấy hơi tội nghiệp cho Hiền Hồ là vừa hát vừa thục xì dầu.
Trời ơi, mấy cái trò cũ rích vậy mà cũng xài hả anh? Anh chơi cái trò nào mới không đi, update đi. Một trò mới đúng không? Bây giờ nhảy hip hop. Những... Rồi, okay. Vừa hát vừa chạy hip hop. Hát bài lát và chạy hip hop. Bài lát bài gì nhỉ? Bài mới. Bài này luôn, bài này luôn. Đúng rồi. Hey. Hey yo. Nhảy thôi nhưng mà không thành đâu. Trời bạn môi chưa xin mình đừng nên follow. Yeah. Cô xin nhau thì mời con đâu. Ok ok. Bye. Quá là tuyệt vời, hình như hôm nay người ta được top 1 trendy cho nên người ta cũng hớn hở hơn đúng không? Rất là sẵn sàng thực hiện cái thử thách của chương trình. Thôi cho một tay một tràng tay để dành cho Hiền không?